Sáng ngày 1 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 8. Dự lễ có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Kiều Như Nguyên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Minh Thái, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các cán bộ công chức viên chức thành phố. Sau lễ chào cờ, cán bộ công chức viên chức thành phố đến hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố sinh hoạt pháp luật theo quy định. Tại buổi sinh hoạt pháp luật, đồng chí Trần Thị Hương, Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thông tin về quyết định 05 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xử lý vi phạm trong ngành giáo dục, quy định đóng học phí năm 2022-2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông qua buổi sinh hoạt pháp luật nhằm giúp các trưởng phòng, ban, thành phố triển khai thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.